Và em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị anh chị nhé. Vâng, trong một buổi hôm nay là em lấy được hai chiếc xe, đều là bản lắc, một chiếc 16 và một chiếc 17. Chiếc 17 đang về sau, và đây là chiếc 16 ạ. Đấy, xe này đẹp căng mọng từ đầu đến cuối luôn. Đấy, mới lấy về xong nhá. Đấy, chưa có làm gì cả, căng mọng từ đầu đến cuối này. Xe khá là đẹp luôn, chuẩn chỉ bản lắc Suzy nhá các bác nhá. Bản lắc Suzy. Xe thì mới về xong. Anh chị mà có nhu cầu sử dụng về cái mẫu này thì liên hệ ngay để em bán cho anh chị chiếc xe này nhé. Xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, giá thì chỉ có hơn 400 triệu thôi. Hơn 400 triệu cửa điện nhé. Cửa điện đầy đủ hết rồi. Đấy. Nội thất thì đây ạ. Đấy, nội thất này. Nội thất cũng tươi, khá là đẹp luôn. Trần vẫn là trần nỉ này. Đấy. Chân nỉ xe khá là ok. Nói chung là mẫu xe này thì các bác mà chốt được mẫu xe này cũng rất là tuyệt vời, giá chỉ có hơn 400 triệu thôi. Đấy, em sẽ dọn sạch sẽ lên cho các bác nhá, và sẽ dán cho các bác bộ tem thật đẹp ạ. Còn cái này, con này mà lên bộ tem thì rất là đẹp luôn đấy. Còn thế em vừa quay qua thôi, mai em sẽ lên sóng lại cho các bác ạ.